Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co 68. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những công việc tại công ty blockchain hoặc là công ty crypto thì nó sẽ như thế nào, môi trường làm việc, những cái yêu cầu trong công việc vân vân. Thì hy vọng những bạn nào mà đang tìm kiếm một công việc phù hợp chúng ta có thể thấy hữu ích thông qua video ngày hôm nay nha. Ok, và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ok, thì bản thân mình cũng là một người đã từng làm việc và cũng có kinh nghiệm làm việc trong những công ty về crypto và blockchain, cũng như là mình đã từng làm việc trong những công ty truyền thống về tiếng Anh, về giáo dục, cũng như là về ngân hàng vân vân. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả những thứ mà mình biết cũng như là góc nhìn xem hai bên nó khác nhau như thế nào để các bạn có những cái lựa chọn phù hợp ha. Thì có một điều mình cần lưu ý, đó là mình thấy những cái vị trí của công ty truyền thống, công ty bình thường ấy, họ tuyển như thế nào, thì trong công ty crypto và công ty blockchain cũng tuyển những vị trí đó. Từ những vị trí đơn giản rồi đến những vị trí cao cấp hơn thì mình thấy hai bên có những vị trí tuyển như nhau. Nhưng mà sau đây trong video này thì mình sẽ nói thêm về một số cái yêu cầu công việc đặc biệt hơn đối với những công ty chuyên về mạng blockchain và crypto nha. Mình thấy mỗi công ty về blockchain và crypto thì sẽ mạnh một mảng khác nhau. Mình lấy ví dụ như công ty về quỹ đầu tư hoặc là về nghiên cứu về research chẳng hạn, thì họ sẽ có một đội ngũ chuyên đánh giá dự án, đánh giá sản phẩm đầu tư, rồi đi nghiên cứu thị trường, xong rồi họ sẽ có đội ngũ về BD, tức là về đối tác, mối quan hệ rất là lớn. Hay là những công ty mạnh về sản phẩm, về kỹ thuật technical, cho ra những sản phẩm ứng dụng trong crypto và blockchain chẳng hạn, thì họ sẽ có một đội ngũ dev, những nhà lập trình, những nhà phát triển sản phẩm rất là mạnh. Hay là một số công ty chuyên về truyền thông, báo chí, marketing và sẽ cung cấp dịch vụ, thì họ sẽ có một cộng đồng rất là mạnh với những người làm marketing vân vân, đối tác partnership rất là mạnh ha. Ok, vậy thì so với những cái chế độ đãi ngộ công ty truyền thông với công ty crypto và blockchain thì có gì khác nhau nhé? Mình thấy về chế độ đãi ngộ cũng không có gì khác lắm, bạn sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi mà công ty truyền thống đang có. Tuy nhiên thì về phần nhận lương, công ty crypto nó có hơi khác một chút, đó là bạn có quyền gọi là chọn hình thức nhận lương. Thông thường thì mình thấy đa phần nhất là nhận bằng USDT ha, thì bạn sẽ phải tạo ví và nhận bằng USDT, sau đó bạn bán ra Việt Nam đồng từ USDT đó. Thứ hai nữa là bạn có quyền nhận bằng Việt Nam đồng luôn, chuyển khoản ngân hàng bình thường. Và thứ ba là bạn nhận bằng token. Token này thuộc cũng rất là tùy, ví dụ bạn làm cho dự án thì bạn sẽ nhận token bằng chính cái token của dự án đấy, hay là bạn làm cho sàn, như hồi trước là mình làm cho sàn Huobi thì mình sẽ nhận lương bằng HT, hoặc là bạn làm cho Binance thì sẽ nhận lương bằng BNB. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về benefits là quyền lợi cũng như là requirements là yêu cầu công việc trong những công ty crypto và blockchain nói chung ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói gì trước đây, nói về benefits trước nhá. Về benefits thì bạn có rất rất nhiều quyền lợi. Thứ nhất, mình lấy ví dụ như là bạn sẽ có kèo đầu tư. Kèo đầu tư có thể là thông tin, có thể là signal. Thì những cái thông tin signal này tất nhiên là bạn phải bảo mật, bởi vì đó là thông tin của công ty. Tuy nhiên thì những cái thông tin và signal này sẽ rất có lợi cho những cái kèo đầu tư cá nhân của bạn, cho những khoản đầu tư cá nhân của riêng bạn. Cái thứ hai nữa là allocation. Allocation là gì? Mình đã giải thích rất nhiều trong những clip trước rồi ha. Thì allocation là cơ hội để bạn đầu tư trong một dự án, được mua token của dự án đấy với giá thấp hơn giá public sale ấy. Thì cái allocation này không phải ai cũng có ha. Nếu mà bạn là một nhà đầu tư tự do, một nhà đầu tư không có quen biết nhiều mối quan hệ ấy, thì bạn sẽ rất là khó để có allocation, hoặc là bạn sẽ mất phí. Tuy nhiên nếu như bạn làm nhân viên trong một tổ chức hoặc là trong một cộng đồng crypto nào đó, thì mình nghĩ cái cơ hội có allocation của bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ có mối quan hệ. Thì từ lúc mà sinh hoạt câu lạc bộ ở trường đại học cho đến mấy năm ra trường đi làm, thì mình cảm thấy mối quan hệ là một điều rất rất, phải nói là rất quan trọng luôn các bạn, trong quá trình làm việc của mình. Thì những mối quan hệ giữa đối tác, giữa nhân viên, đồng nghiệp và sếp, tất cả đều rất quan trọng. Và làm trong crypto thì bạn sẽ có cơ hội được nói chuyện, được kết nối với những đối tác lớn trên toàn thế giới luôn, rất là rộng ha, có cơ hội làm việc với những đối tác lớn. Cái thứ ba nữa là bạn làm việc trong một môi trường thoải mái. Phải nói là mình đã từng làm trong những môi trường rất là truyền thống như là ngân hàng, hay là làm trong môi trường của công ty cũng gọi là startup, cởi mở hơn một chút, sau đó làm trong những công ty lớn, và bây giờ thì mình làm trong crypto. Mình cảm thấy là làm việc trong những công ty blockchain và crypto ấy là môi trường thoải mái nhất, đặc biệt là về thời gian. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì
thời gian trong thị trường crypto ấy chạy 24/7 luôn, bạn biết thị trường chạy liên tục, chứng khoán là còn có ngày nghỉ đúng không, chứng khoán cổ phiếu còn có ngày nghỉ, nhưng mà crypto chạy 24/7, giá chạy liên tục, đòi hỏi là công việc của mình cũng phải liên tục các bạn. Tuy nhiên thì mình không thể làm 24/24 được, mình phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, cho nên làm việc ở trong này ấy, cái kỹ năng sắp xếp thời gian là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Bạn phải biết cách sắp xếp thời gian trong khi thị trường chạy liên tục như vậy. Cho nên là những công ty crypto thường mình không thấy nhiều công ty mà họ set giờ làm việc cho bạn là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thường những cái giờ giấc cố định như vậy, mà giờ giấc của họ sẽ rất linh hoạt, hay còn gọi là flexible time ấy. Bạn sẽ làm việc trong một cái giờ giấc rất là linh hoạt với môi trường mở cực kỳ luôn. Bởi vì đồng nghiệp ở đây ấy, mình thấy đa số là những bạn trẻ, phải nói là rất trẻ và rất là nhạy về công nghệ nữa, thì mình sẽ học tập được rất nhiều từ những bạn thậm chí là 2000 mấy 2099, mình học tập được rất nhiều thứ bởi vì những bạn đó là rất là giỏi về công nghệ cũng như là về kiến thức, update rất là nhanh. Hơn nữa là bạn được làm việc với môi trường đa quốc gia ấy, kiểu như là ví dụ trong Kairos nha, sẽ có những bạn đến từ Serbia nè, những bạn đến từ Úc nè, những bạn đến từ Hồng Kông nè, Đài Loan nè, Ấn Độ cũng có, vân vân. Môi trường rất là đa quốc gia, và toàn bộ ngôn ngữ mà mình nói, mình giao tiếp thường ngày á, là đa số là tiếng Anh, cho nên tiếng Anh cũng là một cái yêu cầu rất là quan trọng khi mà các bạn tham gia vào thị trường này. Hơn thế nữa thì mình sẽ nói qua một chút về yêu cầu ha, về yêu cầu công việc. Yêu cầu công việc như mình đã nói là tiếng Anh nhá, rồi giờ giấc của các bạn làm việc flexible, tuy nhiên là cần phải có kỹ năng sắp xếp thời gian. Hơn nữa là kỹ năng thích ứng nhanh, bởi vì có rất là nhiều bạn vào đây mà bắt không kịp các bạn, bởi vì mọi thứ là đi quá nhanh, cho nên là sẽ có những bạn làm việc kiểu chậm mà chắc á, thì riêng mình cảm thấy chậm mà chắc là tốt. Tuy nhiên thì thị trường nó cứ liên tục như vậy, biến động liên tục như vậy, đòi hỏi là mình cũng phải tăng cái tốc độ của mình lên, phải biết thích ứng nhanh và đi theo thị trường kịp. Và cái thứ ba nữa là một cái yếu tố rất rất quan trọng, đó chính là kiến thức và hiểu biết về thị trường crypto. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi về công việc trong Kairos và Có 68, bạn muốn ứng tuyển, nhưng mà khi mà mình hỏi một chút kiến thức về gọi là thị trường, về như thế nào thị trường biến động, rồi kiến thức về crypto ấy, thì bạn đó nói là bạn đó là người mới, hoặc là sau khi mà vào công ty rồi ấy thì sẽ có thời gian sẽ tìm hiểu sau, từ quen việc mới tìm hiểu sau. Thì mình rất tiếc là mình nghĩ các bạn nên có cho mình một cái kiến thức cơ bản, một cái kiến thức nền tảng, thì các bạn apply vào việc ấy, nó sẽ dễ hơn và đi nhanh hơn rất là nhiều. Thêm nữa là các bạn nên skin in the game. Mọi người có biết cái cụm từ skin in the game không? Skin in the game là các bạn phải tham gia đầu tư, chứ không kiểu học lý thuyết suông xong rồi để đó. Các bạn nên, mình nghĩ là nên có những trải nghiệm thực tế, tham gia đầu tư, bắt trend, bắt xu hướng của thị trường và cập nhật liên tục. Nói chung là mọi thứ đi rất là nhanh và liên tục, cho nên bắt buộc các bạn phải có kiến thức và có nền tảng về thị trường này, thì khi apply việc thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ về một số vị trí thực tế. Cái này chỉ là một số ví dụ thôi nha, các bạn cứ lên những trang tuyển dụng của các công ty mà các bạn xem JD ở bên đấy nhé. Vị trí đầu tiên mình sẽ lấy ví dụ, đó là vị trí CM, hay còn gọi là Community Manager. Vị trí này sẽ là người quản lý cộng đồng tại một quốc gia trong một dự án nào đấy. Mình lấy ví dụ Việt Nam, thì bạn này sẽ là người quản lý cộng đồng Telegram của dự án Việt Nam, hoặc là cộng đồng Discord, Facebook, Twitter, vân vân. Nhưng thường mình sẽ thấy là Telegram. Bạn này sẽ là người gọi là contact, là liên lạc trực tiếp với dự án để xem dự án ấy sắp tới lịch launching hay là lịch ra mắt như thế nào. Bạn này sẽ thiết kế một cái kế hoạch phù hợp và chạy cái kế hoạch đấy cho cộng đồng Việt Nam để phát triển. Bạn này cũng là người support member, là hỗ trợ, ví dụ member có câu hỏi gì mình sẽ trả lời, rồi sẽ lên những cái ý tưởng này, lên kế hoạch để phát triển, để chạy những cái event hoặc là những cái campaign nhỏ để gọi là hoạt náo cái cộng đồng, để phát triển cái cộng đồng đấy lên. Ví dụ số 2 là Marketing Manager. Marketing Manager thì sẽ là vị trí cao hơn, vị trí quản lý cao hơn. Đây sẽ là người có thể quản lý những bạn CM như mình nói vừa rồi. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng là một cộng đồng không chỉ có một người CM, và không chỉ có một cộng đồng nha, mà có rất rất nhiều cộng đồng. Vừa cộng đồng tại các nước này, vừa cộng đồng cho đối tác, vừa cộng đồng cho công ty. Thì cái bạn Marketing Manager này sẽ là bạn quản lý tất cả, điều hành tất cả, và lên một cái master plan, tức là một cái kế hoạch marketing tổng thể để làm sao mà cho những cái cộng đồng mình đang quản lý và cho những bạn CM đấy có một cái định hướng rõ ràng để phát triển. Thêm nữa là bạn này sẽ phải
tìm hiểu research thị trường, xem là những đối thủ khác, những đối thủ của mình đang làm những cái việc gì để bắt kịp theo, cũng như là xem những cái insight của thị trường, những cái xu hướng đang chạy như thế nào để thiết kế cái plan nó cho chính xác. Và bạn này cũng sẽ phụ trách, đó là sẽ báo cáo đánh giá hàng tháng, hàng tuần về cái performance, tức là cái báo cáo hoạt động công việc ấy, cái báo cáo công việc xem là độ hiệu quả tới đâu, những chi phí marketing chi ra như thế nào và mang lại những lợi ích gì sau khi mà chi ra những khoản tiền đấy. Và bạn marketing manager này cũng phải là người có mối quan hệ tốt, mối quan hệ ở đây là mối quan hệ với đối tác này, với khách hàng vân vân, bởi vì bạn sẽ là cầu nối cho công ty và khách hàng, cũng như là trò chuyện với những người KOL, những người influencer và những người đối tác lớn của công ty. Ok, trước khi bắt đầu thì nếu như mà âm thanh có hơi ồn thì cho mình xin lỗi, bởi vì ở ngoài trời đang mưa rất là to ha. Mình ngồi bên cạnh cái cửa sổ luôn. Ok, thì những bạn nào mà mạnh về mạng content á, là chuyên viết lách á, thì bạn có thể quan tâm đến hai vị trí, đó là Content Writer và Research Analysis ha. Content Writer thì sẽ yêu cầu đơn giản hơn một chút, là các bạn nên có thêm tiếng Anh này, và tùy mạng, ví dụ như công ty về báo chí, truyền thông thì các bạn có thể tập viết những bài press release, những bài thông cáo báo chí, hay là viết tin tức, đòi hỏi các bạn phải nhảy nha, phải nhảy trend của thị trường, phải nhảy tin tức để biết là hôm nay, hôm đó có tin nào hot thì mới lên tin. Rồi, nói chung là mình thấy vị trí nào cũng sẽ cần kiến thức và sự nhanh nhạy về thị trường hết, và phải skin in the game, là phải tham gia thị trường này. Thứ hai nữa là về research analysis, là những người phân tích, những người nghiên cứu sâu hơn. Thì cái vị trí này này, nó sẽ đòi hỏi các bạn phải có gọi là kiến thức sâu hơn và rộng hơn rất nhiều, bởi vì các bạn sẽ phải phân tích dữ liệu này, có dữ liệu rồi bạn gom lại, bạn phân tích dữ liệu này, sau khi phân tích xong bạn sẽ phải cho ra sản phẩm, đúng không? Sản phẩm của các bạn có thể là về mặt infographic, là hình ảnh hóa, visualize những cái dữ liệu mà bạn thu thập được, hay là bạn sẽ cho ra những bài báo cáo. Những bài báo cáo này thì tất nhiên rồi, không hề đơn giản, đúng không? Những bài báo cáo này để tung ra thị trường, hay là các bạn có thể nghiên cứu về những dự án crypto. Các bạn biết có một cái phòng ban nữa, là nếu mình sẽ nói sau, gọi là phòng ban BD, đúng không? Thì phòng ban này họ sẽ cần những cái bài báo cáo, những cái bài phân tích, những cái bài nghiên cứu của research để họ đưa ra những quyết định đầu tư. Đấy, thì research sẽ là kiểu họ làm những cái công việc như thế. Đến một vị trí khác lúc nãy mình có nhắc ở trên, đó là BD, là Business Development, là nhân viên phát triển kinh doanh. Thì BD ở trong crypto nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ hơi khác một chút, là các bạn kiểu không phải là chạy doanh số hay là chạy sale như là những công ty truyền thống, mà các bạn sẽ là những người xác định và tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư. Mình lấy ví dụ như là một quỹ đầu tư chẳng hạn, thì họ sẽ cần có những cái dự án để đầu tư, đúng không? Thì một là các dự án sẽ đi pitching, tức là sẽ tiếp cận đến quỹ để xin đầu tư. Thứ hai nữa là những nhân viên BD họ phải không ngừng tìm kiếm những dự án tiềm năng để có cơ hội đầu tư. Thì trong cái vị trí BD này, mình cảm thấy một thứ rất quan trọng, đó là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và bằng tiếng Anh, tiếng Việt nha, nhưng mà đặc biệt là tiếng Anh, bởi vì các dự án crypto thì đa số là mình gặp là họ sử dụng tiếng Anh rất nhiều, thậm chí có những dự án tiếng Việt nhưng mà họ vẫn sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh. Cho nên là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một kỹ năng không thể thiếu. Cái thứ hai nữa là bạn cần phải có kiến thức để bạn phân tích xem là sau khi mà pitching xong với dự án này thì mình đánh giá, mình phân tích là dự án này có đáng để bỏ ra một số tiền đầu tư hay không. Cái thứ ba nữa là bạn sẽ phải có một cái mối quan hệ rất là tốt với những đối tác, với khách hàng, bởi vì bạn làm BD mà bạn làm kinh doanh, đúng không? Bạn phải có mối quan hệ tốt để không những là mình phục vụ họ, không phục vụ khách hàng tốt hơn, mà mình còn có thể nhận thêm những kèo đầu tư từ các đối tác khác, họ là refer cho mình. Thêm nữa, bạn cần phải có một cái gọi là kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề. Ví dụ như trong một cái hợp đồng, trong khi thảo luận hợp đồng hoặc là trong cuộc nói chuyện, có những cái vấn đề, có những câu hỏi phát sinh thì bạn cần phải là người giải đáp và bạn cần phải là người giải quyết vấn đề đấy. Và bạn cũng có thêm kỹ năng thương lượng. Ví dụ như là họ đưa ra một cái offer về đầu tư, các bạn coi Shark Tank, các bạn biết thương lượng đi đầu tư rất là ghê, đúng không? Thì những người làm trong mảng BD này cũng cần phải có một kỹ năng đàm phán và thương lượng. Còn một vị trí mà mình thấy cũng khá là hay tuyển tại crypto, đó là country manager. Country manager là người sẽ đứng đầu quốc gia đó. Như mình đã nhắc ở đầu là một dự án nó sẽ phát triển ở rất nhiều những quốc gia khác nhau, ví dụ Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ vân vân, thì mỗi quốc gia họ thường sẽ tuyển một người country manager. Country manager là kiểu
Nó giống như là làm hết đúng không các bạn? Làm hết từ marketing cho đến partnership, cho đến content, đến BD, đến cộng đồng, tất cả mọi thứ. Nhưng mà tất nhiên là sẽ không phải làm một mình và sẽ tuyển thêm những người khác để làm cùng. Nhưng cái người country manager sẽ là người quản lý và điều hành tất cả những công việc, làm sao mà cho dự án đấy tại quốc gia đó phát triển một cách mạnh mẽ nhất. Và tất nhiên rồi, công ty công nghệ blockchain thì không thể nào thiếu những vị trí liên quan đến dev đúng không? Là những nhà lập trình viên, thì những nhà lập trình viên đặc biệt tại công ty crypto và blockchain lương rất cao nha mọi người, phải nói là lương rất cao nha. Thì những vị trí có thể là lập trình viên về smart contract này, smart contract developer, họ sẽ yêu cầu về ngôn ngữ lập trình đó là Solidity, thêm một số những vị trí khác như là technical writer, front end engineer, lập trình viên front end, lập trình viên back-end, hoặc là UI UX designer và graphic designer, game designer, 3D animator vân vân. Nói chung là những vị trí liên quan đến technical, liên quan đến thiết kế thì trong crypto tuyển rất nhiều nha, và tuyển cực kỳ khó nữa, mình thấy tuyển hoài không ra luôn á. Cho nên những bạn nào mà chúng ta có làm design hoặc là làm những công việc lập trình mà chúng ta muốn có một mức lương tốt thì mình nghĩ là nên tham gia vào các công ty crypto nha. Ok, vậy thì vừa rồi mình đã mô tả một số vị trí cũng như là yêu cầu công việc tại công ty blockchain và crypto. Thì hiện tại Kairos Ventures và Con68 cũng đang tuyển thêm những người đồng hành cùng với team mình. Các bạn hoàn toàn có thể xem thêm những vị trí ứng tuyển và apply tại đây nhé. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình xin được phép kết thúc tại đây. Hy vọng là các bạn thích video này và thấy video này hữu ích. Hy vọng là những bạn nào mà chúng ta đang tìm kiếm một công việc, muốn thử sức thêm một lĩnh vực mới, trải nghiệm mới, với những kiến thức mới, thì các bạn đừng ngần ngại và hãy thử apply vào những công ty crypto và blockchain nhé. Mình nghĩ và mình chắc chắn là các bạn sẽ không hối hận đâu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một like và một subscribe cho YouTube của Con68 TV, hoặc là để lại cho mình một bình luận về những gì các bạn thắc mắc, mức lương, yêu cầu công việc, vân vân, tất cả những vị trí mình sẽ đọc hết ở bên phần comment bên dưới nha. Ok, thank you, see ya.